có dấu hiệu nha các bạn. Lấy ê, cái gì đây, cái gì đây, cái gu mề quá. Ôi trời, cái gu. Kênh này thì bít cỏ luôn nha các bạn. Mà tình hình biết có cá không chả biết. Mình đang đợi nước lớn lên nha. Nước này đang, nước đang lớn. Câu nước lớn với nước rộng ngày càng lắm. Đây. Nhìn địa thế là thấy nhức nách rồi. Ôi chuẩn bị móc lỗ rồi bạn ơi. Móc lỗ trời nước lớn rồi. Rồi mình sẽ lên cho anh em xem có cá, mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi ok, vì đã xử lý xong một lỗ nha các bạn. Cái kênh này thấy là đi không nổi đó, mà không biết có cá không thôi. Ngon lành luôn. Giờ mình sẽ giữ mồi ra trước đi. Rồi chứ có cá thì mình sẽ quay anh em xem. Rồi, cục mồi đầu tiên nha các bạn. Nãy giờ Di đó giữ mồi nó xong rồi đó. Nước đen lớn quá trời luôn. Tình hình nữa có cá gì không đây? Đó đó đó, ăn liền, nó ăn liền bạn ơi. Nó ăn liền các bạn ơi. Ôi. Wow, cái gô, sướng. Mới để xuống ăn liền luôn. Lên hàng luôn. Yeah, cái gô này thấy ốm bạn ơi. Gô chắc gô đực quá, ốm vậy à, ốm quá. Ốm bắt ốm luôn. Con đầu tiên mà. Nhả phao hả mày. Anh đợi nãy giờ lâu rồi cưng. Trời ơi, nãy giờ mới chuyển lỗ mới các bạn. Lỗ bên kia nước chảy quá hết ăn rồi. Đây, cái gu rất là ngon, mập luôn luôn. Dạ. Quá mập. Nhỏ mà nó mập nha. Cá thác nước gì là quá là ok. Thôi tiếp tục gỡ bạn ơi. Ok, xuống mồi bạn ơi. Nãy giờ gìn nó hoài nó không ăn nè. Bước đi chỗ khác nó lột phao. Tắt máy thì lột phao. Còn bỏ máy lên thì nó ăn. Hơi bị hài đó. Rồi ok, gìn nó nữa. Chừng nào nó ăn mình quay cho bạn xem. Cái này nhất định nó bắt cá chê này mới được. Có dấu hiệu đó bạn ơi. Có dấu hiệu rồi đó. Nãy giờ gìn nãy giờ đây. Tưởng cái chê gì cái gô. Quá mập. Cái gô ôm trứng quá trời ngon. Tháng này cá gieo gô gì là quá đã. Ok, ngon lành quá. Rồi, mình sẽ gìn bắt con cá chê để mới bỏ lỗ này. À, gì đổi lỗ các bạn. Là chỗ này lục bình thường hơn là chỗ kia nữa. Kinh thì bích chịch hết luôn. Mới móc lỗ này xong rồi để chút xíu mình gắn máy lên. Dòng bên đó là cái bụi gừa. Bụi gừa bên đó nhấp là tới luôn á. Thôi, gì chuẩn bị gắn máy lên bạn ơi. Vì móc hai lỗ luôn. Quá đã. Rồi, có dấu hiệu tim lên nha các bạn. Để xuống là nó sẽ chơi liền cho bạn coi. Ok. Đó. Vừa tới đáy luôn đó. Nhếp. Đi khoao không hãy. Cá gô. Tê. Lên hàng. Trời ơi, ôm trứng bự. Ok các bạn. Còn nữa, ông tím lên kìa. Tím lên xịt dưới kìa. Đó. Tới công chuyện nữa rồi. Rồi đi câu coi ngày nữa chứ. Rồi xuống ngồi tiếp bạn ơi. Cá đậu ăn kỳ quá. Lừa không. Nước chảy quá. Đó, có dấu hiệu nha bạn. Lúc pháo cái gô. Ok. Rồi dính đi luôn rồi.
quá sướng các bạn ơi. Lên tàu ở cái gô này ốp quá, kéo này xíu đây, con chắc thả quá. Ơi này mập mà bắt luôn cũng ngon bạn ơi, có lý ạ. Rồi tiếp tục xuống ngồi cá ốm nhất. Rồi tới đáy luôn rồi, tới đáy luôn bạn ơi. Có dấu hiệu nha các bạn lấy. Ê cái gì đây, cái gì đây, cái gu mề quá. Ôi trời, cái gu hổ cũng hung gu bạn ơi. Quá trời cầu công rồi, trời nó sướng bạn ơi. Con này bạn chim ngưỡng lắm cái nha. Rồi bây giờ đây áo, ok để Duy quay lại cho bạn rồi. Ok bạn, cái nè bàn tay đây nha các bạn, quá đã luôn. Ui. Đây đúng là con Hugo các bạn. Rồi hứ nào chịu nói, lâu lâu cảm giác nha bạn. Ok mình nhỏ bạn ơi, lâu lâu đi câu phải có cảm giác nha bạn, sướng tay. Cá cái gì bây giờ mới đã chứ, nước này sâu lắm, cỡ mét mấy nước à. Rồi tới đáy luôn rồi bạn ơi, câu đáy với bắt cá bự, trên cá nhỏ phá lắm. Em lên cái gô bự các bạn ơi. Ở đây cái gô cỡ này, cái này không nè. Dạ. Mày ăn dế vậy? À, cám. Cám hả? Ăn cám luôn hả? Ừ. Rồi, đã các bạn ơi, hai anh em đi câu. Thôi, ok, mình lo của mình thôi. Tiếp tục xuống mồi các bạn ơi. Kiếm mày vài con Hugo nữa coi. Chỗ này đúng là Hugo nha các bạn. Nước chảy quá, đó, cá ngớp đó. Thì cá ăn chậm mà chắc lắm, con nào như con nấy đó. Mè nó dữ lắm, nó ăn tới đáy mà nó không ăn. Đó, cái dấu hiệu ghĩa này đó, đó. Đó, có dấu hiệu ăn các bạn, có dấu hiệu ăn nha các bạn. Wow. Thấy ông chị rồi, Wow, vô. Có dấu hiệu ăn nha. Ôi giời. Thấy ông chị luôn bạn ơi. Đây. Con nào nấy nó mập rồi nè. Gu đồng chính hiệu nha các bạn. Ok. Tiếp tục. Ok, xuống mồi các bạn ơi. Làm thêm vài con nữa coi. Thời gian không có, mình phải gấp rút thôi. Nước chảy quá chảy rồi. Rồi cái chối tốt tiêu luôn rồi. Rồi, ok. Chờ đợi nước rút phao thôi. Đó, có dấu hiệu nữa đó bạn. Dấu hiệu của nghĩa nữa đó.
lòi vào thầy ơi. Đó, trời ơi, dội các bạn ơi. Lên tim quá kìa. Ôi. Lòi phao làm dính luôn. Ok. Xuống ngồi tiếp bạn ơi. Nước giờ lớn quá trời lớn luôn rồi. Ngập tới chân mình luôn rồi. Mình chờ đợi thôi. Tiếp tục lên cá bạn ơi. Cá này cũng ngon à. Tại giờ nghỉ quay rồi, gỡ máy xuống luôn rồi. Quay con này nữa là báo cá là xong là về. Ồ ồ. Tê 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 máy bạn ơi. Ồ, cá này con nào mấy đại đại không? Thôi, chuẩn bị báo cá thôi, có mấy con mà chắc lượng nó 4-5 con mà bự không à. Hết giờ luôn rồi. Hẹn anh em thôi chút xíu báo cá xong hẹn sau. Chuẩn bị về đó các bạn ơi. Đây, địa hình con này câu rất là ngon. Cái bụi tra cái đó là cá nó đột bủng 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 nữa đó. Đây toàn là Hugo không các bạn. Chỗ này là rất lý tưởng để câu nha. Tại mình có công việc nên phải về sớm rồi. Thôi ok, để mình báo cá cho anh em xem nha. Đây, cái bịch cá để đằng kia mà. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác câu cá Hugo các bạn. Kinh chỗ này là tới công chuyện luôn. Rồi, mình báo cá cái mình rút cho bạn. Ok. Dạ. Họ tên gì ạ? Họ tên gì? Đây. Cái gồng này nhỏ quá. Toàn Hugo các bạn. Đây. Ôi da. Cá chất lượng quá. Anh thấy chưa? Hugo nè các bạn. Cái vỏ khó coi quá. Rồi ok các bạn, đây nè. Con nào nấy Hugo không nha các bạn. Ôi ôi. Lâu lâu đi câu cảm giác nó phê gì không. Đây. Con này cũng cỡ tầm 100-200 gram à. Ui da. Con này nữa. Con nào cũng nấy, con nào cũng ngon các bạn ơi. Đây nè. Đó. Tại vì có công việc là Duy phải về rồi. Hẹn cả nhà video sau hấp dẫn hơn nữa nha. Ok.